Tiếng Minh Audio xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên Tiếng Minh Audio xin giới thiệu cho các bác một dòng loa cũng khá nổi tiếng thị trường, đó là dòng loa JBL KP6012 các bác nhé. Thì đây là dòng loa từ neo và hôm nay Tiếng Minh Audio xin quay clip để giới thiệu cho các bác sản phẩm mà bên Tiếng Minh sẽ cung cấp cho các bác. Và Tiếng Minh xin hứa là sẽ để giá tốt cho các bác, giá tốt có thể giá hợp lý trên thị trường. Đấy thì mong các bác ủng hộ đến Tiếng Minh Audio. Thì Dũng, anh Phạm của anh hàng nguyên đai, hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp 100% thôi nhé, mới tinh, nhập khẩu. Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc tại Trung Quốc thôi nhé, hàng do Trung Quốc sản xuất, hàng loại 1, 100% loại 1 do Trung Quốc sản xuất, cam kết 100% loại 1. Đây các bạn, đây hai lớp, cùng hai lớp thôi nhé, bọc rất cẩn thận, bọc rất là cẩn thận, hàng về rất là an toàn, không móp méo, rất là đẹp đẽ. Đối với dòng loa từ neo này thì chất âm nó cực hay. Thứ hai là đầu tiên là chất âm cực hay. Thứ hai là nó rất là cực kỳ nhẹ nhàng thôi nhé, không nặng nề. Đấy. Thì đây là cái sách hướng dẫn và giấy bảo hành của bên nhà sản xuất thôi nhé, đầy đủ tem mác. Thì Hiếu Audio xin giới thiệu cái dòng loa JBL KP6012 cho các bác. Thưa các bác, đây là dòng loa JBL 6012, dòng sần cát các bác nhé, bỏ là bỏ sần cát. Đây, tem JBL các bác nhé, JBL KP6012. Thì bây giờ em sẽ tiến hành phun hộp, phun thùng các bác. Xin kiên nhẫn theo dõi. Cái này nó có mặt mút đằng trước. Đây là mặt mút đằng trước các bác nhé. Mặt không ý ẩm. Đấy. Mặt che rất là kín đáo, không lộ diện phía trước, chống ẩm, chấm bụi rất là tốt. JBL KP6012. Rất là sẵn hàng các bác nhá. Hiếu Minh Audio thì hôm nay mới có điều kiện để làm cái dòng này thôi. Vì trước đây là nhập quá nhiều hàng nên hôm nay mới sẵn sàng để dòng làm cái dòng loa JBL KP6012 dòng từ neo này cung cấp cho các bác. Giá rất là hợp lý. Phải chăng? Đối với dòng loa chất âm cực kỳ hay này. Rất là khó cậy các bác nhá. Rất là chắc chắn. Thì bên đấy, JBL KP6012 dòng loa loại 1 từ neo các bác nhá. Anh quay dọc đấy. Rồi. Mở bắt đầu. Các bác hãy kiên nhẫn theo dõi từng chi tiết khi chúng em trực tiếp mở thùng, khui thùng của chiếc JBL KP6012 bên Hiếu Minh Audio cung cấp các bác nhé. Mút hai đầu. Đây các bác nhìn xem mút hai đầu. Tất cả những này đều có mút, có mút bảo vệ chống sốc. KP6012 đây là dòng từ neo các bác. Dòng từ neo đây em xin nói lại, đặc trưng của nó rất là nhẹ nhàng, tiếng tép rất hay và tơi, tiếng bát rất là sâu và cấu tạo của nó cực kỳ nhẹ nhàng, không nặng nề. Và dòng loa giá cũng không hề rẻ một chút nào cả. Chúng mình sẽ cố gắng cung cấp giá hợp lý nhất cho các bác. Vít gen hết các bác nhé. Anh pha ra lấy em tờ giấy ốc vít gen hết các bác nhé. Rất nhẹ, rất là nhẹ nhàng các bác nhé.
không nặng nề. Đây các bác xem này, đây ốc đều được đính gen bên trong hết nhá, 100% đính gen hết nhá. Rất là đấy, đính gen bên trong hết. Chống sốc. Nếp. Và qua bên các mép loa này có đều có dính chống sốc luôn này. Đấy là dòng loa JBL là loại 1. Đây này, cái này là bằng nhôm các bác nhá, chất liệu bằng nhôm. Thì thưa các bác đây, đối với dòng loa JBL KP 6012 dòng từ neo thì nó sẽ có ký hiệu là đây, tem của nhà sản xuất thôi nhá. Đây là các bác xem này, Made in China. Đây là dòng loa sản xuất tại Trung Quốc, vì vậy nó sẽ khắc là Made in China trên cái bát này các bác nhá, chứ không phải bất cứ Made in bất kỳ nước nào hết, mà chắc chắn chuẩn 100% là phải là hàng loại 1, là phải là Made in China. Đấy các bác nhìn thấy đây, dập nổi chữ logo của JBL các bác nhá, logo nổi của JBL đúng theo các bác này. Đây đối với dòng loa JBL, logo chuẩn của nó là phải như thế này. Còn đây là logo, nếu mà hàng nào có chỉ dập JBL này là hàng loại 2 thôi nhá, không phải loại 1, mà chuẩn loại 1 nó phải có JBL như thế này, logo chuẩn luôn của JBL. Em ơi, em lấy hộ anh cái tép vào ra với. Quay đây. Tháo ra. Đây cái tép ở đây các bác nhá. Tép của nó cũng là Made in China. Made in China. Đọc dễ cho các bác dễ hiểu. Made in China. Đây thưa các bác, là một cái, đây là dòng loa JBL này được sản xuất tại Trung Quốc, dòng loa loại 1 thì nó sẽ là đồng nhất của JBL, được có Made in China. Và bên tép cũng Made in China và bát cũng có Made in China và có logo của JBL chuẩn của JBL bây giờ các bác nhá. Các bác xem này. Đấy, tất cả có Made in China này. Nếu các bác chuẩn, đây là dấu hiệu nhận biết của dòng loa loại 1 JBL từ neo các bác nhá. Em ơi, bỏ anh này ra với, để anh quay bên trong, quay cho các bác xem phân tần. Đây các bác nhá, bên trong đây là mút tiêu âm đây. Phân tần này, phân tần của JBL 6012. Cái đèn này nhiều bông ghê nhỉ. Đấy, bông đèn này, đèn này là gì nhỉ? Cái đây là cái cầu chì. Cầu chì dạng nó dạng cái để chống cháy cho tép mình, cho bác. Đây, đây cái cầu chì chống cháy cho tép và bát đúng không? Đây là những cuộn cảm này, cuộn cảm dành cho loa trầm này, là loa phần loa bát này. Đấy các bác xem này, đây là phân tần gấu ghê. Phân tần cực gấu của JBL KP 6012 loại 1 các bác nhé. Đấy, bên trong đây có tất cả đều có bắt gen bên trong rất là chắc chắn. Đấy là một loa bây giờ JBL KP 6012 dòng loa bây giờ loại 1. Thì các bác nào có nhu cầu thì trực tiếp đến cửa hàng Hiếu Minh Audio số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. À, cho các bác xem cái này ấy. Anh quên chưa quay. Bên trong. Cái nhận loa màu xanh rán các bác nhé. Đấy. Thì đấy thì gần loa này. Thì Hiếu Minh Audio xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip trên. Và các bác có nhu cầu thì đến 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại là 0919182233, 0689840238. Hiếu Minh Audio xin mến chào và cảm ơn các bác. Và thưa các bác, đây là loa KP 6012 mà bên này hôm nay bên Hiếu Minh vừa về. Các bác nào có nhu cầu thì bên Hiếu Minh Audio rất là sẵn hàng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Hiếu Minh Audio.